chúng ta hãy di chuyển qua một cái quốc gia khác đó chính là Trung Quốc các bạn thì chúng ta cũng đã biết là Trung Quốc là một trong những cái quốc gia lớn mà không có thiện cảm với lại crypto đã từ rất lâu các bạn từ năm 2014 nhưng mà mãi đến năm 2017 đó chúng ta mới bắt đầu thấy đã có những cái quy định đó chính là cấm sàn giao dịch và cấm ICO ở trong Trung Quốc có nghĩa là người Trung Quốc vẫn có thể lưu trữ crypto di chuyển crypto nhưng mà không thể dùng crypto để thanh toán, không thể trade crypto trên những sàn giao dịch và không thể tham gia vào IDO hay là ICO hay bất cứ một hình thức bán thu kinh nào hết. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là theo thống kê của những sàn đã đều cho thấy được là người Trung Quốc tìm cách để mà giao dịch trên sàn ở quốc tế. Gần đây đó chúng ta cũng đã biết là có những độc thái là Hồng Kông mở cửa chào đón crypto mà chúng ta cũng đã biết là Hồng Kông sẽ không có đưa đến những quyết định đó nếu như mà không có tư vấn với lại trung quốc cho nên mọi người đều thấy đây là một cái dấu hiệu là trung quốc có thể đang thả lỏng và nếu như người trung quốc cần phải giao dịch những sàn nước ngoài không được bảo vệ thì tại sao lại không cho họ giao dịch ở trên sàn ở trung quốc và chúng ta cũng thấy thêm một thông tin rất là thú vị các bạn. Chúng ta cũng đã biết là cách đây 2 năm đó thì hè năm 2021 Trung Quốc đã đưa ra cái quyết định là cấm rất nhiều nơi. Trong đó có Tứ Xuyên, một trong những nơi mà đào Bitcoin rất là lớn. Cấm đào BTC và sau đó rất nhiều những công ty đào đã rời khỏi Trung Quốc và đến Hoa Kỳ. Dẫn đến Hoa Kỳ trở thành nơi mà có nhiều tốc độ đào nhất trên thế giới. Thì các bạn có biết là một điều thú vị xảy ra đó chính là sau đó chúng ta nhìn vào khoảng chừng cuối năm 2021 đó Cái đường màu vàng trên màn hình đột ngột tăng trở lên Và cái đường màu vàng này là đại diện cho tốc độ đào BTC ở Trung Quốc Và hầu như chúng ta được là Trung Quốc đã trở thành quốc gia có tốc độ đào lớn thứ nhì trên thế giới chỉ đứng sau Hoa Kỳ mà thôi. Điều này đã cũng làm cho thần khá là bất ngờ, tại vì chúng ta cũng vừa nhận được thông tin cái Tây không lâu, ngày 24 tháng 4 các bạn cái Tây khoảng chừng là 3 tuần, thì lúc đó rất nhiều bài báo nói là có nhiều dẫn chứng cho thấy nước Nga đã trở thành nước mà đầu bịch kho lớn thứ nhì chỉ đứng sau Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà bây giờ đã nhìn lại thì có thể là không phải đấy các bạn, có thể Trung Quốc một lần nữa đã trở thành cái quốc gia lớn thứ nhì và thường cũng đã kiểm chứng thông qua một cái thông tin. À, bởi ChenBulletin.com Thì trên màn hình các bạn đang refresh đây là một cái bản đồ mà chúng ta nhìn thấy được cái màu mà cam trên màn hình đó, đó là những nơi mà tập trung rất là nhiều tốc độ đào BTC thì các bạn đã nhìn thấy được những nơi mà rất đỏ thì bây giờ chúng ta có như thế nào các bạn? Đó chính là ở Hoa Kỳ chúng ta có Trung Quốc và chúng ta có Kazakhstan trong đó chúng ta có thấy được là Trung Quốc chiếm cái tỷ lệ là 21.11% của hash rate Hoa Kỳ chiếm 37 84 và Kazakhstan chỉ chiếm có 13.22% mà thôi. Có nghĩa là hiện bây giờ Trung Quốc dựa theo biểu đồ này là quốc gia mà đào BTC lớn thứ nhì trên thế giới. Khá là thú vị các bạn, có phải Trung Quốc đã muốn quay lại thị trường crypto này nhất là đối với lại những cái sự kiện gần đây liên quan tới SEC ở Hoa Kỳ làm cho nhiều người bất mãn. Có phải Trung Quốc sẽ lợi dụng cơ hội này làm bàn đạp để bắt đầu có lại thị phần lớn trong thị trường crypto. Chúng ta hãy chờ xem. Rồi, chúng ta cũng nói tới một số những công ty như là Ripple các bạn. Thì Ripple à, chúng ta đã thấy được là đã đưa ra cái thông báo là thu mua lại một cái công ty blockchain ở Swiss. Công ty này đó có cái tên là Metago. Đây là một cái công ty mà họ cung cấp dịch vụ lưu ký crypto các bạn. Có nghĩa là à, người ta gửi crypto đến họ lưu trữ, họ cung cấp bảo hiểm rồi người đó sẽ à, trả tiền để được bảo quản crypto của mình và công ty này đã cũng là công ty mà cung cấp nền tảng để phát hành token cho những cái công ty khác thì theo công ty Ripple đó họ đã bỏ ra 250 tỷ đô la để mà thu mua công ty Metaco này thì tại sao họ nói là họ tin là trong tương lai đó tới năm 2030, có nghĩa là từ đây đến đó chỉ còn 7 năm nữa thôi, cái số lượng crypto được lưu trữ bởi những cái công ty lớn đó mà cần được lưu trữ sẽ lên tới 10.000 tỷ đô la cho nên bây giờ họ muốn thu một công ty này tại vì họ nghĩ đó chính là cái mảng kinh doanh kiếm được lợi nhuận sau này và nói tới crypto đó thì chúng ta có một cái thông tin rất là lớn à, nhiều bạn cũng đã biết từ ngày hôm qua và tôi cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội liên quan tới cái vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC và đây coi như là một cái tiến triển tốt các bạn để đọc cái phần này rồi tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn thì chúng ta đã thấy được là thẩm phán của dự kiện này đã từ chối đề nghị của SEC nhằm niêm phong tài liệu liên quan tới bài phát biểu của Hinman nói Ether không phải là chứng khoán. Thì à, các bạn đã biết là SEC đó đã kiến nghị với thẩm phán vào ngày 22 tháng 12 để niêm phong các email, tin nhắn và văn bản và báo cáo nội bộ sau bài phát biểu của cựu giám đốc William Hinman nói Ether không phải là chứng khoán vào tháng 6 năm 2018 à, và đề nghị đó đã bị thẩm phán từ chối rồi các bạn. Thì chúng ta nên hiểu đó, đây là một trong những trọng điểm trong cái vụ kiện này và đây chính là một trong những cái trọng tâm của luật sư ở bên công ty Ripple dùng để mà biện hộ cho thân chủ của mình. Chúng ta uh, quay lại thời gian năm 2018. Thì ở trong một cuộc hội nghị đó, thường nhớ lúc đó là cuộc hội nghị Yahoo Finance thì uh, giám đốc tài chính William Hinman, bây giờ ông ta đã rời khỏi chức vụ đó và đang làm việc cho một văn phòng luật sư. Thì giám đốc William Hinman uh, lúc đó là giữ chức vụ là giám đốc tài chính của SEC đã tuyên bố trong cuộc hội nghị đó Ether không phải là chứng khoán thì đương nhiên để tuyên bố như vậy cần phải được thông qua bởi những quan chức của SEC thì lý do tại sao mà Will mình nói Ether không phải là chứng khoán tại vì mỗi lần ai hỏi Gary Gensler hay là SEC đó token nào là chứng khoán thì họ chỉ trả lời chung chung mà thôi tất cả là chứng khoán hay là ngoại trừ BDC ra tất cả đều có thể là chứng khoán cái đó là trả lời chung chung mà thôi họ không đưa ra bất cứ một cái Thông tin chi tiết nào là họ dùng cái thước đo gì cho thấy đây là chứng khoán đây là không phải. Nói chung chung như vậy thì không có được, nhưng mà bây giờ đó chúng ta đã biết là hay mình nói y tờ không phải chứng khoán thì lúc đó họ đã dùng cái thước đo gì để nói Ether không phải chứng khoán và đương nhiên những cái dự án khác không chỉ riêng là XRP muốn xem coi là mình có phù hợp với thước đo đó hay không nếu như là giống nhau thì đương nhiên mình cứ khoa là chứng khoán tại vì Ether không phải là chứng khoán thì đây là cái văn bản mà ở bên công ty Ripple đã đòi hỏi từ rất lâu rồi nhưng mà scc đó thì luôn nói là văn bản này cần phải được niêm phong vì lý do đây là văn bản à, tư ẩn tư mật của scc không thể tung ra được nhưng mà bây giờ đã thẩm phán nói là không được cần phải tung ra tại vì văn bản này không có liên quan gì đến uh, an ninh quốc gia không có liên quan gì đến là bí mật quốc gia hết đó. đây chỉ là cái văn bản liên quan đến uh, một nhận định của sec mà thôi cho nên bây giờ sec cần phải đưa ra văn bản này và khi mà chúng ta biết được thật sự sec đã dùng những cái điều gì để chứng minh một đồng nào không phải chứng khoán thì uh, Tôi nghĩ là nhiều đồng sẽ nói mình cũng như vậy chứ không phải là chứng khoán. Đó là lý do tại sao mà Gary Gensler luôn chống đối không muốn giao ra. Nhưng mà bây giờ họ cần phải giao ra. Nhưng mà thẩm phán cũng đã chấp nhận hai yêu cầu từ SEC. À, đó chính là yêu cầu chỉnh sửa tên và thông tin nhận dạng của các chuyên gia SEC và XRP. Cũng như thông tin cá nhân và tài chính của các à, bị cáo. Có nghĩa là văn bản sẽ được Tung ra thông tin sẽ có nhưng mà ai nói gì thì uh, những cái tên đó sẽ được thay đổi. Nhưng mà cũng không sao các bạn chúng ta biết khúc lõi là được rồi. Nhưng mà tòa án cũng bác bỏ một số đề nghị niêm phong từ Ripple bao gồm các tài liệu doanh thu của Ripple, doanh số bán XRP và số tiền bồi thường được cung cấp cho các nền tảng giao dịch. Nói chung đó, thì uh, hai bên mỗi người đều uh, được một phần từ cái kết luận này đến từ uh, thẩm phán. Nhưng mà tôi nghĩ là thị trường vẫn cho đây là một cái tin tốt và để đến được đây đó, thì công ty Ripple đã phải trả 200 triệu đô la các bạn Tiền để mướn luật sư để mà đấu với SEC và phần diện pháp lý con số hoàn toàn không hề nhỏ kéo dài 2 năm Trong khi mà chúng ta được là những công ty nhỏ hơn, những dự án nhỏ thì thì làm sao họ có đủ tiền để mà chống đối với SEC Cho nên chúng ta đã được là library đó Cuối cùng à, cũng đã bị thua kiện với lại SEC Thật ra họ thua một phần nhưng mà lại thắng một phần các bạn. Chúng ta cũng nên nhớ là cách đây bài tháng đó thì thẩm phán đã đưa ra công bố là dự án Library này đồng LBRY này à, là một cái chứng khoán khi mà được bán ICO nhưng mà sau đó tham phán cũng đã đưa ra một cái nhận định rõ ràng hơn là tuy là cái thời điểm bán ICO đó thì đồng LBY này là chứng khoán nhưng mà sau đó khi mà giao dịch trên sàn không còn là chứng khoán nữa nó chỉ là chứng khoán khi mà được bán đợt đầu tiên mà thôi có nghĩa là dự án này vẫn có thể tiếp tục hoạt động tới bây giờ họ đã đâu còn bán ICO nữa chỉ cần đóng phạt SEC rồi tiếp tục hoạt động mà thôi và dự án library này đó là một dự án mà trước đây thùng ta từng sử dụng các bạn đây là một cái nền tảng mà các bạn có thể à, tải video lên à, một cách phi tập trung rồi mọi người có thể xem như là youtube nhưng mà sau đó đó thì à, đã bị kiện mà dự án này hầu như bây giờ đã không còn tiền hoạt động nữa tại vì thứ nhất họ phải trả quá nhiều tiền luật sư để chống lại sec thứ hai nữa đó sec đã đưa quyết định là phạt rất là nặng các bạn SEC đó phạt họ 22 triệu đô la Họ không muốn tiền đóng Bây giờ họ nói là họ sẽ phá sản Rồi sau đó SEC nói là bây giờ giảm xuống 111.614 Đây là một dẫn chứng cho thấy được là SEC Vì hành động pháp lý của mình à, Đã dập tắt làm nguyên một cái dự án và nhiều hoạt động các bạn Và chúng ta cũng đã biết là SEC đó cũng là cái đơn vị Mà luôn không thích Binance và ngay cả khi mà chúng ta được là công ty Voyager muốn bán tài sản của mình cho Binance Các bạn đã nhớ là công ty này đó đã khai bảo vệ phá sản rồi sau đó họ nói là họ sẽ bán cho ftx rồi sau đây ftx cũng khai bay phá sản luôn các bạn rồi sau đó Binance US nói là sẽ mua lại tài sản của Voyager rồi sau đó sẽ trả lại những nạn nhân thường nhớ lúc đó đó họ nói họ sẽ trả lại khoảng 75 hay 80 phần trăm gì đó đáng tiếc à, là các bạn thấy được là SEC đó đã, nhúng tay vào cuối cùng đó thì thẩm phán vẫn cho là công ty Voyager được phép bán cho Binance US nhưng mà sau đó Binance US nói là không hứng thú mua nữa dẫn đến bây giờ công ty Voyager này đó nói là họ cũng không có còn kiếm có ai tiếp tục À, thu mua tài sản của mình nữa và họ đã quyết định là bán hết tất cả tài sản Và còn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu cho nạn nhân Nhưng mà bạn thật là rất đáng tiếc Cuối cùng đó, thì những nạn nhân chỉ còn nhận được có 35.7% mà thôi Đây cũng là hậu quả của SEC đó các bạn Chúng ta cũng nói thêm về SEC nữa Chúng ta đã thấy được là sang Binance cái đây không lâu đó Đã kiện SEC Họ kiện SEC đó là tại vì cách đây hơn một năm Họ đã điền đơn để hỏi SEC chia sẻ thông tin là lực chứng khoán của Hoa Kỳ sẽ áp dụng vào crypto ra sao rồi SEC hầu như là không muốn trả lời được các bạn coi như là không có quan tâm đến câu hỏi của Coinbase và sau đó Coinbase đã kiện SEC nói là theo quy định thì SEC là một đơn vị công chúng cần phải trả lời câu hỏi đến từ Coinbase và tòa án đã yêu cầu SEC trả lời Coinbase trong vòng 10 ngày thì Coinbase hỏi là SEC có chuẩn bị ra luật rõ ràng cho thị trường hay là không thì SEC đã nói với tòa án đó là việc xây dựng quy tắc có thể mất nhiều năm và họ không vội vàng. SEC thừa nhận là họ sẽ tiếp tục sử dụng các hành động thực thi để thay thế cho việc xây dựng quy tắc trong tương lai gần tới đây. Có nghĩa là họ nói là sẽ có quy tắc mới về crypto hay không đó, thì không biết có thể có, có thể không. Nhưng mà chỉ nhìn vào những gì mà họ làm liên quan tới xử phạt của công ty thì từ đó từ rút kinh nghiệm đi đừng hỏi họ nữa và họ không trả lời trực tiếp với Coinbase mà họ nói với tòa án là khi mà ra luật đó, thì cần phải tốn nhiều năm và họ không có vội vàng hiện bây giờ cho nên nên bác bỏ cái đề nghị từ Coinbase nói là họ cần phải trả lời những câu hỏi này bây giờ họ không muốn trả lời không biết là bây giờ thẩm phán sẽ nghĩ gì về câu trả lời của SEC nhưng mà ngày hôm qua đó thì chủ tịch Gary Chancellor lại tuyên bố là ngoại trừ BTC phần lớn các crypto đều là chứng khoán và luật crypto rất rõ ràng tất cả đều phải đăng ký với lại SEC thì đương nhiên tất cả đều không rõ ràng các bạn thường thấy là rất là nhiều người ở trên Twitter đó nhiều khi nói là luật rất rõ ràng như là Jay Jackson nói chỉ cần theo luật chứng khoán mà thôi nhưng mà làm sao luật chứng khoán được các bạn chứng khoán của crypto rất là khác nó có nhiều cái thông tin mà crypto không có và ngược lại và thêm vào đó đăng ký như thế nào cũng không ai biết luôn không có bất cứ quy tắc nào liên quan tới một đồng phải đăng ký ra sao với lại SEC Cộng vào đó nữa, chúng ta nên hiểu là lúc nào thì Jay ra cũng nói là phần lớn các crypto là chứng khoán gì thì cái nào là chứng khoán cái nào không phải cũng không nói luôn các bạn. Giống như là các bạn chạy xe ở ngoài đường rồi sau đó cảnh sát thổi các bạn uh, vì lý do là các bạn vi phạm luật giao thông rồi các bạn hỏi là gì thì tôi vi phạm luật gì. Cảnh sát không nói các bạn, cảnh sát chỉ nói là tại vì anh vi phạm luật giao thông cho nên tôi phạt. Và khi những người khác hỏi cảnh sát đó vì luật giao thông là gì để tôi tránh được có để bị phạt thì cảnh sát sẽ nói là thì cứ xem coi là tôi thổi ai mà họ đang làm gì thì anh đừng làm gì được rồi đó chính là cách trả lời của Gary Chancellor nhưng mà điều thú vị hơn đó là trong cái thư trả lời Coinbase SEC cũng nói rằng các tuyên bố công khai của chủ tịch Gensler không phải là quy định chính thức hoặc tuyên bố chính sách từ SEC và công chúng không thể dựa vào những gì chủ tịch Gensler nói như là quy định thực sự. nói chung thì chơi chân sự, muốn nói gì cũng được các bạn tới cuối cùng thì cũng không phải là quy định chính thức và ngày hôm nay đó thì chúng ta đã nhận thêm một thông tin nữa và thông tin này liên quan tới Filecoin thì các bạn đã biết là công ty Rayscale là công ty mà họ có rất nhiều những cái quỹ đầu tư trust và một trong những cái đơn mà họ đang chờ đợi được thông qua với lại SEC đó chính là cái quỹ đầu tư Filecoin thì bây giờ Coinbase sẽ trả lời nói là họ nên rút đơn lại tại vì SEC đang xem xét xem coi là Filecoin có thể là chứng khoán. Nhưng mà nào mà đầu tư Filecoin đó thì cũng nên nắm bắt cái thông tin này Nói chung đó, thì có phải là Filecoin là chứng khoán hay không đó, thì SEC không nói rõ chỉ nói là có thể mà thôi nhưng mà Rayscale nên rút đơn hay là tại vì SEC à, với lại Rayscale đang không có hòa thuận các bạn tại vì chúng ta biết là Rayscale là công ty cũng đã để đơn kiện SEC về việc là không cho họ thông qua quỹ Bitcoin ETF spot <laughs> cái đó chúng ta không biết nhưng mà không phải mọi thứ điều tại đâu các bạn tuy chúng ta nghe nói rất là nhiều những cái thông tin xấu liên quan đến pháp lý ở hoa kỳ nhưng mà phần lớn các bạn thấy là tập trung chỉ một đơn vị mình thôi là sec chúng ta có rất nhiều đơn vị ở hoa kỳ như chúng ta nói tới là quỹ ban quản lý hợp đồng tương lai ctc thì cũng muốn quản lý crypto này sec chỉ là một đơn vị mà thôi nhưng mà chỉ là sec bây giờ là đơn vị lớn tiếng nhất cho nên chúng ta nói tới rất là nhiều chứ còn những đơn vị khác đó họ cũng muốn quản lý do không muốn đàn áp và chúng ta cũng có rất nhiều người ủng hộ crypto nhưng mà chúng ta nói tới phần đầu video liên quan tới Senator Lumus và rất nhiều những người có quyền khác trong đó chúng ta cũng có một trong những người sắp sửa đứng ra để mà ứng cử tổng thống các bạn đó chính là Ron DeSantis thì Ron DeSantis bây giờ đó là thống đốc của Florida chúng ta cũng đã nói khá nhiều về quan điểm của ông ta về CBDC và ông ta có cái sự ủng hộ liên quan tới crypto thì Ron DeSantis nếu như mà tuyên bố chính thức là ra ứng cử tổng thống đó thì theo được hiểu sẽ là ứng cử viên hạng nặng đứng thứ hai chỉ sau của tổng thống Donald Trump mà thôi. Chứ cũng có một số những người khác như chúng ta nói tới là John F. Kennedy Jr. À, thì John F. Kennedy Jr. cũng là một người mà ứng cử tổng thống mà rất yêu thích crypto nhưng mà thật ra khả năng là không có thắng đâu các bạn. Chúng ta muốn những người mà có trọng lượng hơn. Rồi chúng ta cũng có một số những cái thông tin khác thường muốn chia sẻ với các bạn. Trong đó chúng ta có thông tin đến từ Vương quốc Anh các bạn. Quỹ ban tài chính của Vương quốc Anh khuyến nghị quy định giao dịch crypto là cờ bạc thì đây là một khuyến nghị mà thôi Vương quốc Anh thì hiện đang thực hiện trên một cái khung pháp lý về crypto, họ sẽ kết hợp các lục tài sản tài chính hiện có với các quy tắc mới dành riêng cho crypto đó chính là con đường mà Vương quốc Anh đang tiến tới hiện bây giờ tuy nhiên vào ngày 17 tháng 5 mới đây thì quỹ ban tài chính Vương quốc Anh lại khuyến nghị mạnh mẽ về quy định hoạt động giao dịch và đầu tư crypto là một hình thức cờ bạc thay vì dịch vụ tài chính như đề xuất của chính phủ thì như thường chia sẻ đây chỉ là một cái đơn vị mà thôi các bạn chứ còn con đường vương anh bây giờ vẫn tiến tới đó chính là ủng hộ crypto theo luật tài sản hiện có điều thú vị hơn nữa đó là khuyến nghi này đó, thì chắc quỹ ban tài chính không có bàn chứ là cục thuế trước vì ở anh theo đường hiểu là không có thuế đối với tiền thắng từ cờ bạc bất kể bạn chơi ở đâu bạn đặt cược bao nhiêu hoặc là bạn đang thắng bao nhiêu thì đều không phải đóng thuế các bạn đây là cái quy định đến từ nước anh thì nếu như mà quy định crypto như là cờ bạc thì uh, càng khiến cho nhiều người tham gia hơn đối với thuận điện gì tại vì nếu như vậy thì uh, các bạn có lợi nhuận thì cũng không cần phải thay thuế các bạn <laughs> chúng ta có thêm một quốc gia ngày hôm nay lên tiếng là nói cấm crypto của bạn đó chính là Pakistan thì ở Pakistan bộ trưởng tài chính đã đưa ra quyết định là sẽ cấm crypto trading trong quốc gia của họ thì tại sao họ lại cấm crypto trading lý do là tại vì họ nói bây giờ đó họ đang nằm trong danh sách đen của một đơn vị gọi là FATF đây là một cái đơn vị mà được thành lập vào năm 1989 bởi cái hội G7 và đơn vị này là đơn vị mà họ xếp hạng và họ quản lý những cái quy định liên quan tới chống rửa tiền thì cái nước Pakistan này là một gia mà đang nằm trong danh sách đen mà họ đang gặp vấn đề tài chính rất là lớn và họ đang làm giấy tờ để mà mượn nợ từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF và nếu như mà họ muốn mượn được nợ đó thì họ cần phải trong sạch với lại F ATF vì lý do đó họ đã quyết định là cấm crypto chỉ vì họ cần vay mượn tiền từ IMF mà thôi các bạn các bạn hãy được IMF là một thân vị cũng rất có quyền lực không phải ai cũng giống như El Salvador có thể đứng lên chống lại IMF đâu các bạn <laughs> nhiều quốc gia rất là nghèo và họ cần tiền rồi, nếu mà nào mà là fan của Uniswap, thì chúng ta cũng có một số thông tin. Chúng ta đã được Uniswap đã đưa ra thông báo là họ sắp sửa có mặt ở trên Moonbeam Network của Polkadot. Thì Moonbeam là một cái pair chain các bạn. Nhưng mà nào mà yêu thích Polkadot cũng đã biết rồi. Polkadot chúng ta có một cái relay chain. Thì Polkadot là một cái blockchain mà nhiều người cho là blockchain layer 0, không phải là layer 1 mà layer 0 và chúng ta có những cái pair chain giống như là Moonbeam sẽ kết nối với lại cái layer 0 đó và Polkadot nói là họ sắp sửa có mặt ở trên Moonbeam và Polkadot cũng nói là họ đang có một cái đề xuất để có thể có mặt ở trên giải pháp tầng 2 của Coinbase là giải pháp B. các bạn chúng ta cũng từng nói tới, đây là một giải pháp mà được hỗ trợ bởi sàn Coinbase à, và giải pháp này đó là một giải pháp được gây dựng ở trên uh, Optimism Uniswap đang từ từ mở rộng ra trên nhiều nền tảng các bạn. Rồi chúng ta cũng có một cập nhật liên quan tới uh, Ledger thì không gì mới mẻ hết các bạn. Sau một ngày mà chúng ta thấy được là tình hình nước nóng bỏng liên quan tới Ledger uh, và rất nhiều chỉ trích uh, thì Ledger vẫn không thay đổi quyết định của mình cho đến thời điểm bây giờ. Ledger vẫn nghĩ là những gì họ làm đó là cần thiết bởi vì họ làm để giúp đỡ được cho nhiều người mà cần cái dịch vụ đó và họ luôn tự tin nói là cái cách mà họ làm đó thì khi mà bất cứ ai mà đăng cái dịch vụ này nếu như không đăng ký đó thì cái máy lai trừ hoạt động như bình thường không vấn đề gì hết nếu đăng ký thì bạn cần phải trả là 9 đồng 99 cent nghĩa là 10 đô mỗi một tháng để có thể sử dụng dịch vụ này và dịch vụ này đó sẽ mã hóa cái khóa cá nhân các bạn ở trong cái máy luôn chứ không phải là mã hóa bên ngoài mã hóa cho trong cái máy rồi sau đó chia làm ba phần rồi gửi cho ba công ty khác nhau để mà lưu trữ bất cứ một công ty nào có cũng không làm gì được hết và cần hai trong ba công ty để có thể gửi ngược trở về cái máy các bạn và cái giải mã sẽ nằm trong cái firmware của ledger thì đương nhiên firmware đó là một cái phần mã nguồn đóng các bạn cho nên chúng ta sẽ không biết được firmware đó là gì trong đó cho nên đây là một cái câu chuyện vẫn tiếp tục tiến triển tới bây giờ thì ledger mặc dù là gặp nhiều cái sự phản đối của cộng đồng nhưng mà Ledger nói là vẫn sẽ tiếp tục triển khai khi nào mà có thông tin sẽ chia sẻ với các bạn điều thú vị hơn nữa là cho dù chúng ta được là có biết bao nhiêu là sự chia sẻ ngày hôm qua Oracle Daily là một cái uh, Twitter một cái YouTuber rất là lớn các bạn và đã có mời bỏ phiếu là các bạn sẽ lựa chọn Ledger, Trezor hay là một cái vì lệnh khác thì có hơn 7.000 người đã bỏ phiếu và các bạn thấy rất bất ngờ là cho dù tất cả những gì xảy ra, 54.4% vẫn lựa chọn Le Chừa là lựa chọn đầu tiên. Hiện bây giờ có thể là lòng tin liên quan tới Le Chừa bị lung lay nhưng mà cũng rất nhiều người tin tưởng Le Chừa tại vì họ đã có mặt nhiều năm. Và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link kia bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, coex, okx, Binance và một số những dịch khác như các bạn như trên màn hình nhưng mà nào mà dùng dụng sàn giao dịch tới thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.